Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Trần Hoàng Việt. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tới FIFA Online 3 Việt Nam để cùng xem Garena đã mang tới cơn gió mới nào cho các game thủ nước nhà. Và mình chắc chắn điều mà các bạn quan tâm nhất ở bản cập nhật lần này đó chính là sự cập nhật chỉ số của các Warzone và các Wordpress. Với sự xuất hiện của các tên tuổi đã làm nên thương hiệu như Pele, Paolo Maldini, Patrick Kluivert hay Marco Van Basten, cùng với các huyền thoại đương đại như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Sergio Ramos, Pique, Buffon, Lampard. Và dẫn đầu chỉ số được cập nhật lần này đó chính là Edwin Van Der Sar với 3 chỉ số tổng quát được cộng thêm. Và chúng ta cùng chờ đợi xem trong game thủ môn huyền thoại của MU có bộ chỉ số như thế nào. Và với chiều cao 1m97 cùng xả tay dài, điều mà mình cảm thấy đã tạo thành thương hiệu của Van Der Sar đó chính là khả năng đổ người cản phá những quả penalty hay bắt những pha ZD cứa lòng của đội bạn. Trong game sau khi được cập nhật, Van Der Sar có khả năng phản xạ 124, chọn vị trí 122 và khả năng bắt bóng 122. Đây là các chỉ số mình phải nói là đáng mơ ước các thủ môn trong FIFA Online 3. Cùng với khả năng đổ người 116 và khả năng bắt bóng 122. Thì mình có thể nói rằng Edwin Van Der Sar là thủ môn toàn diện nhất của FIFA Online 3 vào thời điểm hiện tại. Có một chỉ số đó là chỉ số phản ứng 102. Mình thấy rằng đây là một chỉ số không đúng với những gì mà Van Der Sar đã thể hiện trong game. Và nếu có điều kiện các bạn hãy mua Van Der Sar về để trải nghiệm ngay vào lúc này. Bởi giá của Van Der Sar ở hiện tại đang là rất rẻ cùng với Even mua 4 gói Legend của Garena. Đây chính là điều kiện tốt nhất để các bạn có thể sắm cho mình những huyền thoại, những ông vua của nền bóng đá với chi phí rẻ hơn rất nhiều. Người thứ hai đó chính là huyền thoại bóng đá người Brazil, Pele. Sau khi cập nhật, Pele có chỉ số 94 và Nelson đã ưu ái dành cho huyền thoại người Brazil bộ chỉ số cực kỳ đẹp với thể lực 121, tăng tốc 125, tốc độ 131 cùng với bộ chỉ số đã nằm trên tên tuổi của các vũ công Samba đó là khéo léo 121, thăng bằng 123, dê bóng 122, giữ bóng 112 và 5 sao kỹ thuật. Khả năng dứt điểm của Pele cũng là một sự kinh ngạc với chỉ số 121. Và đối với bản thân mình, nơi Pele có thể thể hiện toàn bộ 100% năng lực của mình đó chính là vị trí tiền đạo cánh với những pha bứt tốc và sử dụng kỹ thuật khéo léo của mình vượt qua người đối phương, sau đó rẽ vào trung lộ và sử dụng chiếc chân phải của mình cứa lòng hay là ban bật với lại các tiền đạo to cao bên trong. Lý do mình sẽ không chọn Pele ở vị trí ST hay CS đó là chiều cao của Pele chỉ giới hạn ở 1m74 và với cái nặng 70kg. Đây là một thể trạng bé so với các tiền đạo cao to ở trong game. Bởi vậy khi gặp các tiền đạo có thể hình tốt như Paolo Maldini, các Rijkaard hay là các Hierro thì khó bằng Pele có thể sử dụng cái thể trạng của mình để vượt qua hậu vệ của đối phương. Tuy nhiên, bù lại với khả năng khéo léo 121 và khả năng thăng bằng 123 cùng với kỹ thuật 5 sao, mình tin rằng với những các bạn có kỹ thuật cá nhân tốt, các bạn hoàn toàn có thể vượt qua các hậu vệ huyền thoại của đối phương với các skin 5 sao. Người tiếp theo mà mình muốn giới thiệu ở bản cập nhật lần này đó chính là Paolo Maldini, một trong những thế hệ vàng của AC Milan.
mình đặt những hoài nghi khi mắc vào mối không chung gối, hành hạ tinh thần nhau. Và đúng với những gì mà người hâm mộ đã chờ đợi, sau khi cập nhật, Manini có thể lực 130, tốc độ 122, tăng tốc 116. Đây là một trong những con quái thú, một cái bức tường vững chắc, bộ xe tăng với tốc độ cao ở hàng phòng ngự, cùng với chiều cao 1m87 và cân nặng 85kg. Manini có thể đua tốc với các tiền đạo nhanh nhất ở trong game, cùng với đó sử dụng sức mạnh và thể trạng của mình để cản phá với các tiền đạo cao to và có sức mạnh. Và điều làm nổi trội nhất của Manini đó là khả năng soạt bóng 121 và tranh bóng 122. Đây là các bộ chỉ số cực kỳ đẹp của một hậu vệ. Và các bạn đã biết, vị trí đã làm nên tên tuổi của Paolo Manini đó là vị trí hậu vệ cánh. Và một chỉ số vàng của Manini đó là khả năng tạt bóng 121, là một chỉ số rất tốt cho một hậu vệ cánh lên tham gia tấn công. Ngoài vị trí LB, các bạn có thể cho Paolo Manini vào đá ở hậu vệ ở trong trung lộ, hoặc là các bạn có thể kéo xuống hậu vệ phòng, hoặc đẩy lên làm một tiền vệ trụ, tiền vệ quét. Manini cũng có thể hoàn thành 100% sứ mạng của mình và thậm chí giúp các bạn có thể khỏa lấp được chỗ trống của các cầu thủ khác khi họ chấn thương. Người thứ 4 đó là Marco Van Basten, một cái tên cũng rất hot trong bản cập nhật lần này. Cầu thủ người Hà Lan được trang bị chiều cao 1m88, cân nặng 78kg và sức mạnh 120. Tuy nhiên, Nick Song lại trang bị cho Marco Van Basten với cái tốc độ 125. Có thể nói rằng ông vừa là người có sức mạnh mà lại vừa có tốc độ, cùng với thể lực cũng cực kỳ tốt, đó là 114. Có thể nói rằng Marco Van Basten là một số 9 cực kỳ khủng khiếp trong vòng cấm của các bạn. Và khả năng dứt điểm của Marco Van Basten cũng là 124, cùng với lực sấm sét 123, vô lê 124. Và một cái chỉ số cũng rất tốt của Marco Van Basten đó là đánh đầu 119, cùng với chiều cao 1m88. Thì đối với những engineer vào lúc này, thế mạnh là các pha tạt bóng từ cánh vào, thì Marco Van Basten sẽ giải quyết mọi cơ hội của các bạn với một điểm 10 tối đa. Một tiền đạo nữa cũng cực kỳ toàn diện ở bản cập nhật lần này đó là Ruud van Nistelrooy, ông vua vòng cấm của MU, ông vua vòng cấm một thời của Real Madrid. Cũng như Marco Van Basten, Van Nistelrooy được trang bị chiều cao 1m88, cân nặng 80kg, sức mạnh 120 và thể lực 120, cùng với đó là tốc độ 123, tăng tốc 118. Đây là các bộ chỉ số cực kỳ đẹp. Và tại sao Van Nistelrooy được nói rằng được gọi là ông vua vòng cấm, thì hãy nhìn vào chỉ số dứt điểm của anh. Chỉ số dứt điểm là 122, cùng với đó Ruud van Nistelrooy lại hơn Marco Van Basten một chỉ số đánh đầu, đó là 120, cùng với khả năng vô lê 122. Đây chính là các chỉ số mà có thể nói tạo nên một số 9 điển hình của bóng đá. Và với thời lượng của video có hạn, thì hôm nay mình sẽ dừng ở Ruud van Nistelrooy. Và ở các video tiếp theo thì mình sẽ gửi tới các bạn các cầu thủ tiếp theo được giới thiệu ở bản cập nhật chỉ số lần này, đó là Barassi hay là Peter Schmeichel hay các Roberto Carlos. Hãy follow kênh YouTube của mình để đón chờ các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.